loa tép cao cấp chống cháy 100%. Cặp này là 2 triệu, bao ship toàn quốc, nặng 7 kg một đôi. Loa tép có chế độ chỉnh tép và siêu tép. Chiều ngang là 30 cm, chiều cao là 18 cm, chiều sâu là 21 cm. Củ 450 đại có trang bị chế độ chỉnh tép và siêu tép. Khi củ từ là 12 phân, khuôn 4,5. Thành phẩm là nặng 7 kg một đôi, dùng cho âm ly 2 sò đến cục đẩy 40 sò, bắt 20 đến bắt 50. Chất âm siêu vip, hàng được kiểm tra đúng như quảng cáo khi mua. Nhưng mà hàng này phải đặt cọc 100k nhá. Thì đây là một cái loa tép cao cấp, rất kỳ công trong quá trình vận chuyển. Ván được làm bằng ván ép cao cấp và bằng gỗ. Thiết kế cực kỳ là hoàn hảo, chất âm siêu nét, chống cháy 100%, bảo hành 1 năm.